Mình dùng 400g bắp cải các bạn cắt mỏng. Cho một muỗng cà phê muối, ngâm 5 phút sau đó rửa lại để cho nó khô. Mình dùng 1/2 củ cà rốt và 100g các sợi. Ngâm chung với bắp cải. Dùng thêm một trái ớt chuông cho có thêm màu sắc. Cắt sợi luôn. Rau thơm tùy thích bạn nào dùng loại đó, cắt nhỏ. Mười 5g tỏi băm nhỏ. Rồi các bạn cho mình 2 muỗng canh giấm táo, không có giấm táo thì dùng giấm nuôi. 1 muỗng canh dầu ô liu, 1 muỗng canh tương ớt, 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê tiêu. Cho tỏi băm vô. Cho 1,5 muỗng canh đường. Trộn đều. Đây là sốt dầu giấm. Cho bắp cải vô. Ớt chuông, rau thơm. Rồi cho nước sốt vô. Và mình trộn đều. Trong thời gian ngắn là có một món salad ngon miệng để đổi món cho gia đình. Món này cũng rất thích hợp để đãi tiệc. Anh chị và các bạn thấy video này hay nhớ like, share, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Quá ngon, quá hấp dẫn. Đây là món salad rất thích hợp cho các bạn ăn kiêng. Bắp cải rất tốt cho sức khỏe. Cho ít hạt điều.